Hello các bạn, Mọi người bình thường ăn bao nhiêu bữa trong một ngày nhỉ? Ở bên Đức mọi người sẽ ăn 3 bữa. Thứ nhất là Das Frühstück, thứ hai là Das Mittagessen, và buổi tối mình sẽ ăn gì? Mình sẽ ăn Das Abendessen. Nhưng mà mình có một cái từ khác mà giống ý nghĩa như Abendessen, các bạn có biết không? Ai mà biết thì viết cái câu trả lời dưới comment nhé. Alistair, bis später.